shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì các bạn sẽ có mặt ở trong cái chế độ đó là chế độ phi đao, chỉ có mặt ở trong phiên bản OB18 thôi nha anh em ơi. Hiện tại thì OB17 nó chưa có ra mắt cái chế độ này và mình là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm cái chế độ phi đao này thôi anh em ơi. Nói chung là chế độ này chơi giải trí cực kỳ thú vị này. Cái đậu xanh này một đứa lên bảng đếm số luôn nha anh em. Thì các bạn là có thể lượm dao hoặc là vãi cả trưởng thằng nào hại mình. Cay thế nhỉ anh em. À được rồi anh em ơi, bây giờ là xem thằng nào hổ báo bổ ngao ở đây là mình sẽ clear nó luôn chứ ngại gì đâu anh em. Đơn giản là các bạn có thể là chờ dao nó tự hồi. Mình tạm gọi là đao đi anh em ơi, bởi vì nó là chế độ phi đao chứ không phải là phi dao. Ok, ui vãi trưởng một fireline ném xa. Thế này thì anh em thấy chất chơi người rơi chưa? Và tối đa thì anh em sẽ có được đó là 3 lượt dao nha anh em. Tức là nếu như mà các bạn ném hết này thì các bạn sẽ phải chờ thời gian nó tự hồi, hoặc là anh em lại lượm lại những cái con dao cũ thì nó cũng được thôi. Đậu xanh này, mình cứ bị nhầm lẫn giữa đao với lại dao anh em ơi. Thứ gọi là ném đao nha anh em ơi. Ăn đao không em? Úi dồi ôi, tuổi gì hả em ơi. Và đối với cái chế độ ném đao này thì anh em chỉ cần là ném vào cái địch một phát, kể cả là trúng người hay là trúng đâu, trúng bất kỳ chỗ nào thì cái địch lập tức lên bảng đếm số luôn. Vãi cả trưởng ở trên nóc nhà cơ. Nóc nhà này lên bảng luôn. Ui dồi ôi, răm ba cái thằng dâm dâm này. Nóc nhà, ui dồi ôi, thằng nào nữa đây. 6 kill rồi nha anh em. Ngoài ra thì phiên bản OB18 thì có cả thời tiết mưa nữa. Một cái điều mà mình nghĩ là anh em chắc chắn là sẽ rất là mong chờ nhá. Vãi cả trưởng kia, mày muốn gì vậy? Tuổi gì hả em ơi? Ok, lúc này thì mình đang có 3 đao này. Cái đậu xanh này chuẩn bị ăn đao đi mày. Ăn đao đi mày. Ui, không có trúng à? Ăn đao này, ăn đao này. 8 kill rồi nha, mấy thằng dâm dâm nữa này. Cho nó ăn đao cả luôn anh em ơi. Mấy thằng dơm dạ này. Anh lại sợ chúng quá này. Ui dồi ôi, dăm ba cái thằng gọi là what con này mà mình phải sợ cho nó. Tuổi gì? Tuổi gì luôn anh em. À quan trọng là anh em lượm đao lên cái đã. Cái đậu xanh này làm sao? Ui muốn gì? Làm gì đấy? Ui làm gì đấy? Làm gì đấy? Làm gì đấy này? Ok mọi người ơi, dăm ba cái thằng dơm dơm này. Tính làm gì ở đây? Tính làm gì ở đây? Ui, hiện tại thì cái server thử nghiệm thì anh em sẽ không được chơi nha. Tức là một số streamer được lựa chọn và được trải nghiệm trước phiên bản này nha anh em. Nào để coi. Úi dồi ôi, cái gì đây? Nằm xuống này, nằm xuống này. Nằm xuống thì cũng lên bảng đếm số luôn nha các bạn ơi. Thằng kia nữa, thằng kia nữa. Muốn gì? Muốn gì? Mình có 11 kill rồi nha anh em ơi. Đang đứng top 1 rồi này anh em. Thằng top 2 thì nó thiếu mình mấy kill cơ anh em. À đâu, hay là mình đang ở top 2 nhỉ? Đâu, đang đứng top 1 cho anh em. Top 1 này 11 kill nhiều nhất nè. Úi dồi ôi, làm sao? Các bạn thích làm sao? Các bạn thích làm sao? Đừng tưởng mình sợ các bạn nha. Thằng kia, thằng kia. Nói chung là cho nó đứng lại hết này. Từ từ nha, anh cho từng đứa lên bảng đếm số lên này. Chứ cứ chú bảo chơi với sĩ kẹo mà đơn giản này, không hề đơn giản nha anh em ấy. Hổ báo ngổ ngáo là cho nó xanh mộ hết này. Hổ thì bị cho vào sở thú này, còn báo thì bị xé để chùi. Ok. Tức là anh em mà đi với cấp C, anh em sẽ dùng báo để chùi phải không nào? Có một số anh em xài giấy thì mình không nói, nhưng mà đấy, nói chung là nói vui là như vậy đi. Let's go. Ra ngoài này xem thằng nào. Có thằng nào hổ báo không? Ui, cái gì đấy? Cái gì đấy này lên bảng này, cái gì đấy? Ui, ăn cái gì vậy? Ăn cái gì mà để anh kêu chú vậy? Dăm ba cái thằng dâm dơm này, mấy thằng trẻ trâu này. Trẻ trâu mà anh phải ngại chú cả. Thằng kia. Thằng kia này mày đứng lại. Ơ vãi cả trưởng, ok, thằng này nữa này. Thằng này nữa này. Làm sao? Mày định cãi lời anh à? Tính sống dai à? Chúng nó định cãi lời mình coi anh em này. 12 kill rồi nhất, chuẩn bị thằng thứ 13 này. Thằng thứ 13 đen đủ đâu. Đứng lại giam ba cái thằng này. Cho nó thằng thứ 13 lên bảng điểm số luôn chứ. Ok, thằng thứ 13 này. Nào nữa nào. Nữa nào. Ui phải cả trưởng bị hạ rồi. Cây anh em ơi, còn mỗi 9 giây nữa này. Kết thúc trận đấu này. Thế này mình win rồi, top 1 rồi anh em ơi. Có nói gì nữa hả?
Thử pha highlight ném xa nhưng mà hơi fail. Hơi fail các bạn ạ. Yes, Boja chiến thắng luôn. Hello mọi người, và lại là kẹo đây anh em với thằng này. Phải cả trưởng này nó vào game chậm anh em ơi. Và theo như cái cảm nhận của mình thì anh em chơi game phiên bản OB18 này nó khá là ok, nó chẳng cảm giác giật lag gì cả, mọi thứ tuyệt vời. Vãi cả trưởng thôi xong, vừa hạ gục xong thằng kia số nhỏ vãi anh em. Nhiều khi cảm giác mình là một trong những cái người gọi là đen đủi nhất cái thế gian này luôn anh em ơi. Thằng kia đứng lại. Mày chạy với anh à? Hai thằng này chúng nó đang solo với nhau này anh em này. Nhiều khi là anh em kiểu cảm giác gặp mấy thằng khoai anh em cảm giác nó khó chơi vãi trưởng ra luôn. Thì nhiều khi mình ném hơi quá tay nên là toàn phải lượm thêm dao thôi anh em ơi, chờ nó hồi thì lâu quá. Chờ nó hồi thì có lẽ là anh em cũng lên bàn thờ là vừa rồi. Thế nên là các bạn là có thể là lựa chọn cái phương án nó ok, nó an toàn hơn. Đó là anh em vừa ném xong cái anh em lượm lại dao luôn, anh em lại tiếp tục gọi là vã nó luôn. Và đây mình có 2 kill rồi. Lúc nãy thì trải nghiệm chưa được nhiều với anh em, thì chia sẻ tâm sự với các bạn. Một trận đấu phi đao thế này thì anh em sẽ chơi hết được khoảng 6 phút thôi. Nó rất là nhanh thôi, nhưng mà nó giúp cho anh em giải trí bớt căng thẳng hơn trước những cái trận đấu rank. Nói chung là vui, nhưng mà anh em chỉ được có mỗi là anh em chơi solo, còn nếu các bạn chơi squad rồi là có cả đua nữa thì không có được. Đấy, mình buồn mỗi thế thôi anh em. Chứ còn đậu xanh này, phi đao này đừng buồn, ui vãi cả trưởng, mình không hiểu sao. Như kiểu là ping cao ấy, mình phi vào người nó rồi nhưng mà không hiểu sao mình vẫn đai à. Biết sao giờ anh em, số nhỏ vãi trưởng ra đấy, thề luôn anh em. Thời tiết thì nó lại kiểu âm u à. Đó là một cái khá là hay, theo như mình thấy là khá là hay ở phiên bản này. Vỡ đầu. ra ngoài này. Bởi vì là có thời tiết mưa này, thời tiết kiểu như là trời tối này, đậu xanh này. Làm gì đấy, thằng kia. Đứng lại. Nói thật là mình mong muốn cái Free Fire nó ra thời tiết mưa lâu lắm rồi cơ. Bây giờ thì đã xuất hiện rồi nha anh em ơi, Free Fire này có thời tiết mưa luôn thì đừng có hỏi tại sao nhá. Thằng kia mày đứng lại. Mày đứng lại cho anh này. Chúng nó lại cứ thích chạy lăng quăng à, hay lắm à. Được, bọn này hay lắm. Vãi cả trưởng rồi, mình lên bản điểm số rồi. Số nhỏ nhảy xuống anh em ơi. Ui, vãi cả trưởng còn 70 máu này. Dẫu sao thì mình thấy là không đáng lo lắng lắm, đơn giản anh em phi chúng người chỉ cần một phát thôi là anh em đai. Nên là 70 máu hay là 200 máu thì nó cũng như nhau cả thôi, thằng kia mày đứng lại. Ngoại trừ là trường hợp anh em bị cả địch đấm thì mình không nói. Có đúng một con dao này. Ui dồi ôi, ăn đao đi các em ơi, ăn đao đi các em ơi. Toán kiểu nhầm lẫn giữa dao với lại đao kiểu game khoai quá. Đáng lẽ nên gọi là phi dao thì có vẻ ok hơn, nhưng mà game nó gọi là phi đao. Yes, 5 kill. Ta bảo là tiểu lý phi đao không bằng mẹ tao phi dép. Và đây là kẹo ngày hôm nay là phi đao này, xem có bao nhiêu đường gãy này. Trận hôm nay là hạ gục mười mấy đứa thôi, thì trận này cố gắng hạ gục thêm khoảng chục đứa thôi. Vãi trưởng. Còn lại một phút bốn mấy giây nữa thôi anh em ơi. Cố gắng để kiếm tốt nào anh em. Ui dồi ôi. Nhưng mà bọn này trận này cho nó chơi hơi ngu à. À đâu. Thằng nhiều kill nhất là 6 kill rồi anh em ơi. Mình mới có 5 kill thôi. Thế nên là phải kill thêm thôi anh em ơi. Đậu xanh này thật kia. Mày tính trận đâu Hải Mê. Lên bảng luôn. Không phải là nhiều. Đấy, thằng nào láo nháo là chắc chắn là nó sẽ phải lên bảng rồi anh em ơi. Thằng này nữa. Mày đứng lại cho anh. Làm gì đây. Đứng lại cho anh. Anh đã bảo chúng ta không có lằng nhằng. Lằng nhằng là anh cho lên bảng hết nha. Cái đậu xanh này mày đứng lại này, mày đứng lại này. Ủa bọn này chạy lăng quăng như con cá cảnh vậy anh em, lượn như cá cảnh vậy. Đôi khi cảm giác thấy khó chơi phết, nhưng mà 7 kill rồi. Và mình đang giữ vị trí top 1 luôn về kỷ lục phi đao ở trong cái trận đấu này nhá. Một trận đấu như thế này thì anh em sẽ có khoảng 10 người chơi, bo nó cực kỳ nhỏ thôi. Làm sao? Bo nó như tử chiến thì phải, làm sao? Đứng lại đi mày. Cái đậu xanh nhặt cho nó này, lên bảng này, đúng rồi lên bảng này, thằng kia nữa. Ui vãi trưởng cho nó quất mình rồi, anh em ơi mình đai rồi. Ok. Vẫn đang ở vị trí top 1 là ok rồi, ngại gì. Bọn này. Làm gì đấy này, headshot vỡ đầu luôn, 9 kill luôn, ui. Còn hai mấy giây nữa thôi, anh em ơi kiếm thêm kill nữa, 10 kill là tròn chỉnh là ổn luôn. Đấy, không phải suy nghĩ nhiều để mình coi nè. Một thằng nữa thôi anh em ơi, thằng này. Đừng có chạy em ơi, còn mấy giây này đừng có chạy. Ui dồi ôi, chạy phí thế. Cái đậu xanh chứ, đừng có chạy em ơi. Yes, 10 kill luôn. Anh em nói gì đi. Ui vãi cả trưởng.
xong mình bị hạ luôn. Được rồi anh em này, hết giờ rồi, win Borja luôn anh em ơi, top 1 nữa nè. Bất chắc là ngày hôm nay thì mình tiếp tục video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em và bye bye anh em.